dụng cụ nông nghiệp em Thảo hôm nay sẽ đi test thử dòng kéo giật dây. Đây là dòng kéo 5 mét nhá. Nếu như các bác mà muốn nó cao, mới đầu tiên các bác hãy chỉnh ở cái nút này cho nó cao lên. Khi chỉnh xong các bác sẽ xoáy chặt cái ốc này vào. Rất chi là dễ sử dụng nhá. Đây, em đã xoáy chặt rồi. Và em sẽ tiến hành cắt ở cái độ cao tầm độ, đây là tầm độ gần 3 mét này các bác này. Rất chi là dễ nha các bác nhá. Và với cái cành này các bác có thể giật này, sử dụng giật. Tiếp tục cắt một cái cành to này nữa cho các bác nhìn mình xem. Dòng kéo này là dòng kéo chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình cắt cành to. Các bác muốn dòng cành thì hãy sử dụng ngay chiếc kéo này. Đấy. Thế là em đã cắt quang hết cái chỗ cành này rồi nhá. Và bây giờ thì em sẽ lên chi tiết về cái dòng kéo giật dây để các bác nhà mình được tham khảo. Nếu như các bác làm vườn lớn thì đây là một cái giải pháp hữu hiệu nhất để sử dụng tỉa cành. Cái dây này là dây dù này. Đấy, quay gần đây cho các bác xem cái chiếc kéo này. Ống của nó là ống nhôm hợp kim. Cái này là ống nhôm kẻ nhá. Đợt trước nó có mẫu nhôm kẻ, bây giờ nó là toàn nhôm trơn đây. Nhôm trơn sẽ đẹp hơn cái ống này rất nhiều. Đấy, và cái lưỡi của nó to như thế này, lò xo khỏe. Và đặc biệt cái mẫu này các bác cắt thoải mái, không bao giờ lo gãy được lưỡi kéo nhá. Cắt thoải mái luôn, cắt cành to tới 4-5 cm. Đây. Và cái cách lắp ghép cái đầu kéo thì bây giờ các bác sẽ lên để em tiến hành thử cái. Đây là một cái chỗ kéo cắt cành. Và với cái mẫu kéo cắt cành này thì khi các bác nhận thì nó sẽ là cái ống kéo đây nhá. Quay được gần ống kéo cho các bác xem. Một cái ống kéo này. Ống kéo là đấy toàn ống nhôm trơn thôi. Rất nhiều bác thích cái ống nhôm trơn đẹp như này. Và với cái dòng nhôm hợp kim này nó rất chỉ là nhẹ, giúp các bác sử dụng dễ dàng. Đấy, và khi mua một kéo thì sẽ đi theo một đầu kéo. Đây là đi theo một đầu kéo đây các bác này. Đầu kéo này thì lại còn được tặng kèm theo một lưỡi cưa. Bên này là cái lưỡi cưa này. Đây là lưỡi cưa. Và bên trong thì sẽ có một bộ ốc để các bác nhà mình sử dụng lắp ghép. Đấy, ví dụ như lắp ghép. Đây, lắp ghép mà ống chốt, lắp ghép vào trong cái đầu kéo. Rất chỉ là dễ nhá. Thì với chiếc kéo này thì đơn vị em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Mẫu này thì sẽ có mẫu 3m và mẫu 5m. Cái cách lắp ráp thì nó đều như nhau. Như cái ống 3m này thì nó sẽ không đẹp như ống 5m đâu các bác ạ. Ống của nó đây. Cái ốc này các bác giữ gìn cẩn thận nhé. Khi mà lắp đầu kéo vào rồi thì không lên tháo ra làm gì nữa cả, để nguyên như vậy luôn. Đấy, và ở cái mẫu kéo giật dây hôm nay ý, thì đơn vị em là gửi cho các bác. Khi các bác mà cần sử dụng sẽ đóng gói và gửi đến tận nhà. Và mẫu kéo 5m thì bên em đang gửi cho các bác, giá sẽ là 600 ngàn trên một chiếc. Đây, một chiếc kéo như thế này. Một kéo và một đầu. Em vừa mới test thử cho các bác nhà mình xem đấy ạ. 600 ngàn cho một kéo và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Và với chiếc 3m thì giá của nó đang là 450 nghìn một chiếc kéo này. Cái này về các bác mà khi mua chưa biết là lắp ghép thì các bác liên hệ trực tiếp tới đơn vị em để hướng dẫn các bác cái cách lắp kéo, ghép dòng kéo này nhá. Cái này thì chỉ có 450 nghìn. Kéo 3m, dòng kéo giật dây. Đấy, các bác khi mua về thì đây là cái dây của nó, các bác tháo luôn ra để sử dụng. Về phần lưỡi cưa thì video sau em sẽ test thử lưỡi cưa ở trên cái kéo này nhá. Kéo này chỉ có 450 ngàn thôi các bác này. Cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Cực kỳ là nhẹ nhàng các bác ạ. Dễ sử dụng lắm. Một chiếc kéo mà các bác có thể cắt cành khá là to. Đấy, và đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi xem được video này các bác đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn, đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh để theo dõi được thật nhiều những dụng cụ hay của đơn vị em qua những cái clip ngắn như này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.